Dạ cảm ơn các anh chị đã chia sẻ cái buổi rất là thú vị. Em xin hỏi thêm á, cái template này nó rất là hữu ích, không biết mình có cái article hoặc là cái thesis nào nó đầy đủ những cái thứ này sau khi đã làm rồi cho các em xin để em tham khảo với ạ. Đúng rồi, có rất nhiều example chị Đức sẽ gửi cho vào trong cái slide. Khi mà chị Đức gửi cho các bạn các slide thì trang slide cũng có nhất định example, đồng thời các bạn lên pitchingresearch.com ấy, trời ơi nhiều như quân nguyên, thực sự rất nhiều các bạn ạ, dí dữ Ờ, rất là bảy nhiều bảy luôn. ngàn cái em. Tại vì mấy chị có kinh nghiệm biết cái nào nó chuẩn, nó đầy đủ, còn nhiều khi mấy em mới làm cũng chưa có biết rõ. Yên tâm, bỏ Không. trên đó thì là nói chung là Đúng Robert đã coi qua rồi em, 7.000 cái đó là đều chuẩn hết em. Dạ. không? Ừ. Có một cái bài em liên hệ, em vô cái group Zalo nha, rồi liên hệ phó nhóm nha. Có đại chị Đức đã gửi cho các bạn hai cái bài, là một bài của Robert mới update nhất 2021 và một bài của chị Bình cũng 2021 luôn. Và sau buổi hôm nay, thực ra chị Đức đã gửi slide cho phó nhóm rồi đó. Thì các bạn cứ liên lạc với phó nhóm, bất cứ phó nhóm nào cũng được, rồi nhận slide nha.